Luni Rubio đối mặt với khiếu nại cưỡng bức tình dục. Trong thông cáo báo chí do tòa án đưa ra hôm qua, thẩm phán Luis Francisco de Jorge cho biết ông Rubio, với sự hỗ trợ pháp lý, sẽ đưa ra lời khai trước tòa án lúc 12 giờ ngày 15 tháng 9 giờ Madrid. Trước đó, các công tố viên đã nộp đơn khiếu nại cáo buộc Rubio về tội tấn công và cưỡng bức tình dục. Việc tiếp nhận khiếu nại của công tố viên trong tuần này là một phần của quy trình pháp lý của Tây Ban Nha, cho phép tòa án bắt đầu thu thập bằng chứng. Quá trình đó cũng bao gồm việc yêu cầu các video về nụ hôn của Rubio với Hermoso từ nhiều hãng tin tức khác nhau, cũng như cảnh quay về lễ trao huy chương World Cup nữ của Tây Ban Nha và lễ ăn mừng trong phòng thay đồ. Vụ bê bối xuất phát từ việc Rubio hôn môi Hermoso trong lễ trao chức vô địch World Cup nữ tại Sydney ngày 20 tháng 8. Ngoài Hermoso, Rubio còn ăn mừng thái quá với nhiều người khác, như hôn lên má hay ôm một số cầu thủ khi nhận huy chương. Ông sau đó tham gia ăn mừng cùng một nhóm các thành viên của đội tuyển, rồi hôn lên má Olga Carmona, người ghi bàn duy nhất trong trận chung kết gặp Anh. Dù hứng chịu chỉ trích, Rubio khẳng định việc hôn Hermoso là hành động tự phát trong lúc hưng phấn và có sự đồng thuận. Trong cuộc họp báo bất thường tại trụ sở AFIF ngày 25 tháng 8, ông thậm chí 5 lần nói sẽ không từ chức và cho rằng bản thân là nạn nhân của một cuộc săn phù thủy bởi những nhà nữ quyền giả tạo. Sau động thái này của Rubio, hơn 80 cầu thủ bóng đá Tây Ban Nha gồm tất cả thành viên vô địch World Cup 2023 đều tuyên bố ủng hộ Hermoso bằng cách không trở lại đội tuyển nếu không có sự thay đổi ở thượng tầng bộ máy AFIF.